Đêm qua, gió mùa đông bắc với cường độ mạnh tràn xuống Lào Cai gây mưa đều khắp, khiến tiết trời chuyển rét nhanh chóng, đặc biệt là các vùng núi cao. Sáng sớm 22/11, nhiệt độ quan trắc được tại các khu vực trong tỉnh đều giảm sâu so với ngày hôm trước. Các vùng thấp như thành phố Lào Cai còn khoảng 17 độ C, vùng núi Bắc Hà còn 13 độ C, riêng Sapa chỉ còn 10 độ C. Các chuyên gia thời tiết khuyến cáo, do nhiệt độ hạ thấp đột ngột, cơ thể con người, nhất là người già và trẻ nhỏ chưa kịp thích ứng nên dễ phát sinh bệnh tật. Vì vậy, mọi gia đình cần giữ gìn sức khỏe cho trẻ em, người cao tuổi trong những ngày giá lạnh để phòng ngừa mắc bệnh. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, không khí lạnh còn tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng tới Lào Cai trong một vài ngày tới.